Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nga đang đứng trước ở nhà Thất Thiết Bà, và đằng sau lưng Nga là nhà thờ Đức Bà, hiện giờ đang cư sửa. Và hình ảnh hôm nay Nga ghi thì có vẻ như là cảm giác như nó không được đẹp lắm, nhưng mà có nghĩa ý Nga không được đẹp là do hôm nay dùng selfie này, cái khoảng cách nó quá ngắn. Và bây giờ Nga xin dẫn các anh chị và các bạn đến tham quan ở phố Ông Đức. Và những ngày sắp tới đây là những ngày Tết thì người dân thành phố lên phố Ông Đồ du xuân Kỷ Hợi năm 2019, thì chỉ còn có không ít ngày nữa thôi là đến ngày Tết Nguyên Đán năm 2019. Nhiều người dân thì đang nao nức đến phố Ông Đồ, khu vực nhà văn hóa thanh niên, để mà vui chơi, ghi lại những bức hình để làm kỷ niệm. Cứ mỗi năm đến dịp xuân về thì khu vực nhà văn hóa thanh niên lại diễn ra những khu trưng bày ảnh, những bức tranh vẽ thư pháp của các ông đồ được thể hiện bằng các màu mực trên nền giấy đỏ. Những ngày này thì thấp thoáng sau lưng hàng mai khoe sắc rực rỡ cả con đường ở trung tâm Sài Gòn là những chàng trai và cô gái cứ súng xính trong cái bộ áo dài thú để mà đi dạo chơi trên phố Ông Đồ. Ở phiên chợ Tết Kỷ Hợi năm 2019 thì trên phố Ông Đồ là sự kết hợp rất ấn tượng giữa không gian Tết xưa và hiện đại. Mặc dù chính thức khai trương phiên chợ Tết kết hợp với phố Ông Đồ từ ngày 20 tháng Giêng, tức là ngày 15 tháng Chạp âm lịch, nhưng những ngày trước đó thì tại nhà văn hóa thanh niên ở đường Phạm Ngọc Thạch quận Nhất đã nhộn nhịp không khí Tết. Tuyến đường này thì được trang trí hoa vàng rực rỡ cả con phố, làm cho người Sài Gòn nao nức đến vui chơi và đón Tết sớm hơn mọi khi. Những u rơm được đặt dưới gốc mai để tạo điểm nhấn, hàng mai hai bên tạo ra con đường rực rỡ màu vàng, khiến người ta cảm nhận không khí Tết thì đang đến gần rồi. Những bộ bàn ghế, cái cách sách cổ, tivi cổ, bàn máy mai cũ, heo đất cũng được kết hợp với những bó rơm bên góc ngay vàng. Mái che thì kiểu hiện đại khiến nhiều người đây thật là thích thú. Thank you.
thì ở phố ông đồ có nhiều nét độc đáo và mới lạ hơn, khi mà các ông đồ ở đây thì được trẻ hóa, thậm chí thì cũng có cả các bà đồ là những cô gái trẻ. Nhiều cô gái và chàng trai trẻ hay là những gia đình thì đều đến đây vui chơi và check-in tại phố ông đồ. Và do nhu cầu áo dài Tết để mà lên hình cho đẹp thì tại đây cũng có các dịch vụ cho thuê áo dài, họ cũng ăn nên làm ra. Với giá thuê thì dao động từ 100 đến 200 ngàn đồng tùy theo mỗi loại áo dài. Và mỗi ngày thì có hàng trăm người đến thuê chụp hình với mai vàng, và có cả luôn những bạn mà make up nữa, có một đội ngũ ekip luôn. Do đó không khí của Tết xưa nó tràn đến cái nơi đây rất là vui. Đây là nét văn hóa của người Việt trong dịp Tết cổ truyền. Những bức thư pháp của các ông đồ khiến người ta ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi. Nhiều người đến đây không chỉ để xem chữ thư pháp hay là xin chữ của các ông đồ, mà còn có cả chụp hình để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất trong những ngày Tết.
Đến đây thì ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên những câu đối, những nhành mai, những gian hàng đậm chất Tết cổ truyền. Cũng như những năm trước, năm nay thì phố Ấn Độ thì được trang trí với nhiều màu sắc rực rỡ và các gian hàng được bố trí chung quanh các không gian của nhà văn hóa thanh niên. Chú heo đất với nhiều màu sắc được dùng để trưng bày. Thank you.
biệt là năm nay có thêm một số gian hàng được trang trí hơi hướng hoài cổ để cho khách tham quan chụp hình, tìm hiểu về văn hóa Tết xưa. Tại đây thì các bạn cũng sẽ được xem những cái câu đối hay những bức tranh, qua đó biết thêm về nhiều nét văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Không chỉ có người trẻ bị mê hoặc, mà cả người lớn tuổi và khách nước ngoài cũng như các em bé cũng hòa mình vào trong không khí đầy sắc xuân bên những gian hàng trang phục được giới trẻ Sài Thành chọn khi tới phố Ông Đồ, chủ yếu là áo dài, đặc biệt là áo dài cách tân. Thậm chí nếu bạn trẻ nào chưa chuẩn bị thì có thể thuê tại các gian hàng này. Ngoài ra cũng có các chú heo đất handmade ở tại nơi đây. Và xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Các anh chị và các bạn có thể đăng ký cho kênh này hoặc nhấn like. Và xin chào tất cả các bạn chị và các bạn.